Huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là nơi được biết đến với khí hậu rất khắc nghiệt, nắng, gió quanh năm, lại hay hứng chịu các cơn bão. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã tôi luyện cho những con người nơi đây thêm rắn giỏi, kiên trung. Đến với Trường Sa hôm nay, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng với một không gian xanh mát, một cuộc sống yên bình với tiếng chuông chùa ngân vang sáng chiều. Không xa đâu Trường Sa, cuộc sống ở Trường Sa đã rất gần với đất liền, hòa chung nhịp đập với cả nước trong tình yêu biển đảo tha thiết. Quần đảo Trường Sa nằm giữa Biển Đông, chếch về phía đông nam nước ta. Phía bắc là quần đảo Hoàng Sa, phía đông giáp biển Philippines, phía nam giáp biển Malaysia, Brunei và Indonesia. Hiện nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam đang đóng giữ ở 21 điểm đảo, 33 điểm đóng quân. Trong đó có 9 đảo nổi, Trường Sa, Trường Sa Đông, An Bang, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca. Và 12 đảo chìm, bãi đá, đá nam, đá lớn, đá lát, đá đông, đá tây, đá thị, thuyền chài, cô lin, len đao, tiên nữ, núi le, tốc tan. Khí hậu thời tiết nơi đây rất khắc nghiệt, nước ngọt khan hiếm. Một năm có tới hơn 100 ngày bão, gió cấp 6 trở lên. Mỗi tháng có từ 13 đến 20 ngày gió mạnh. Khí hậu ở quần đảo Trường Sa có thể chia làm hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm rất lớn, vào khoảng hơn 2.500mm, nhưng phân bố không đồng đều trong năm. Hiện tượng dông lốc trên vùng biển quần đảo này rất phổ biến, có thể nói quanh năm, tháng nào cũng có dông. Nơi đây cũng thường có bão lớn đi qua, tập trung vào các tháng mùa mưa. Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa có diện tích nhỏ, khoảng vài chục hecta trở xuống. Về độ cao của các đảo so với mặt nước biển, khoảng từ 3m đến 5m, cao nhất là đảo Song Tử Tây, khoảng từ 4 đến 6m lúc thủy triều xuống. Chất đất trên các đảo chủ yếu là cát và san hô. Một số đảo có mạch nước ngầm, có thể tạo ra các giếng ngọt như Song Tử Tây, Trường Sa. Thảm thực vật ở quần đảo Trường Sa có khá nhiều loại cây xanh như phong ba, mù u, bàng vuông, phi lao và một số dây leo, cỏ dại vùng nhiệt đới. Một số đảo như Nam Yết có cả vườn dừa. Nguồn lợi hải sản ở quần đảo này cũng rất đa dạng, bao gồm nhiều loại động vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao, thu hút ngư dân cả nước về nơi đây khai thác. Với những ai có dịp ra thăm Trường Sa, tự mình cảm nhận cái nắng, cái gió, cái khắc nghiệt của mùa khô nơi đây, sẽ thấu hiểu ý nghĩa câu nói của lính đảo, nước là máu, rau là thuốc. Một ca nước ngọt được tận dụng lại mấy lần, Trường Sa vẫn khan hiếm nước ngọt. Cao điểm mùa khô ở đảo Phan Vinh. Lúc này, việc dùng nước ngọt trên đảo đã được đưa vào chế độ định lượng. Cũng như mọi người lính đóng quân trên đảo, mỗi ngày, chiến sĩ trạm radar trên đảo chỉ được phép tắm giặt duy nhất một lần với 15 lít nước ngọt. Trời mưa là mấy anh với cảnh vườn em lấy nước được. Anh nào cũng được. Các đơn vị đóng quân trên đảo cũng đã được trang bị máy lọc nước biển thành nước ngọt. Tuy nhiên, nước mưa vẫn là nguồn cung cấp chủ yếu. Là nếu mà có mưa xuống thì cơ bản là 100% cán bộ chiến sĩ là sẽ tận dụng tất cả các cái mặt bằng, ví dụ như kể cả ở sân bay, tại khu vực sân bay trên đảo này và khu vực trên các cái mái nhà, là chúng tôi đã tổ chức như là cho bộ đội bơm nước và gạn nước để bơm về đơn vị và sử dụng để tắm và dùng để tăng da. Anh, đây là những cái bể nước để chúng tôi chứa nước khi mà trời mưa đến thì tôi tận dụng cái mái nhà rồi để chúng tôi hứng nước cho chảy xuống các bể này để anh em sinh hoạt. Bể này là nước mưa đúng không anh? Dạ vâng, toàn bộ là nước mưa đấy. Nước mưa nhưng mà
cái lượng mưa ở trên đảo thì nó có nhiều không anh? Lượng mưa trên đảo này nó phụ thuộc theo mùa anh ạ. Cái nước mưa trong mùa mưa được chứa vào các bể chứa nước cả nổi và ngầm trong lòng đất. Nước rất sạch anh. Nước mưa đúng không? Dạ vâng. Trong quần đảo Trường Sa, ở một số đảo nổi lớn như Trường Sa Lớn, sông Tử Tây, sông Tử Đông còn có các giếng nước ngọt. Nhờ các giếng nước này mà vấn đề nước ngọt trong sinh hoạt hàng ngày bớt căng thẳng hơn so với các đảo chìm. Do có nước ngầm, cây cối trên các đảo này cũng xanh tươi hơn, làm dịu mát đi cái nắng, cái nóng rất khắc nghiệt ở Trường Sa. Đây là một trong 5 giếng nước ở đảo sông Tử Tây. Cuối tháng 5, cơn mưa đầu mùa làm cho giếng đầy hơn. Nước trong giếng cũng thêm ngọt. Có giếng, nước sinh hoạt đã không còn phải tận dụng từng giọt như ở các đảo chìm. Ở đảo có hệ thống giếng, hiện nay là đảo là có 5 cái giếng có thể sử dụng tốt được. Mà mùa này là mùa mưa thì gần như là nước giếng là cũng thàn là nước ngọt đấy. Thế còn các cái mùa như mùa khô chẳng hạn thì nước nó hơi lậu một tí thì vẫn bảo đảm cho bộ đội có thể là tắm giặt được. Thì cũng là một cái thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo sinh sống. Nước trong giếng được bơm về đến từng hộ dân ở đảo. Độ ngọt của nước thay đổi theo mùa, thậm chí còn thay đổi ngay trong ngày. Buổi sáng bao giờ nước cũng dịu ngọt hơn. Tầng san hô đặc biệt trên đảo đã giữ lại những giọt nước ngọt quý giá. Tuy nhiên, vào những tháng cao điểm mùa khô, nước bốc hơi mạnh nên các giếng cũng cạn dần và bị vị mặn của biển xâm lấn. Dù có giếng, nhưng nhà nào cũng phải trang bị thêm bể ngầm chứa nước mưa. Nhà nước ở đây, nước bể là từ nước giếng bơm lên để mình xài hàng ngày. Mùa mưa thì nước nó ngọt, còn nước ngọt còn mùa nắng này nó mặn lắm, không có sử dụng, chỉ để rửa chén rửa bát gặt đồ thôi. Còn nguồn nước uống và nấu chủ yếu là mình chờ nước mưa chứa dưới bể 45 khối, mình xài chắc cũng được một tuần. Còn cái bể kia thì 28 khối, mình xài, mình hứng nước mưa mình xài tiết kiệm cả năm. Nguồn cung cấp nước ngọt được đảm bảo là một thuận lợi lớn để các cán bộ trên đảo đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện cuộc sống. Rau xanh, thịt, trứng tươi là những thứ rất khó để cung cấp thường xuyên từ bờ do khoảng cách địa lý xa. Cái trồng rau đây là chúng tôi còn nuôi gà, vịt, lợn để cải thiện đời sống hàng ngày của chúng tôi. Về chung gửi trong đất liền đây là không đủ để hàng ngày gia đình tôi thực hiện cái sống hàng ngày được. À, cái cuộc sống của anh thay đổi như thế nào từ khi ra đảo này, nó khác gì với ngày xưa không? À, tôi từ khi đến đây nói chung là rất bỡ ngỡ, sau này được đảo quan tâm, nhìn chung là cuộc sống là khá ổn định hơn lúc trước của tôi đây. Để có được màu xanh trên các đảo là cả một sự kỳ công. Ngoài số ít những cây cổ thụ có từ lâu đời, để đảo được phủ xanh như hôm nay, phần nhiều là nhờ vào đôi tay người lính. Đất trên đảo chủ yếu là cát, san hô. Ở nơi gió biển mặn chát, mang đậm hơi muối, nắng gắt cháy da cháy thịt, để trồng cây chẳng dễ dàng gì. Cái nồi giống mà trồng cây sánh ấy, thì cũng đã là một cái mảng của công tác doanh trại của đảo. Thì hàng năm thì đảo đều xác định là triệt, thì hình thức là triệt cây để mà trồng thêm mới cây sánh và phủ sánh cái diện tích của đảo. Và như các anh thấy ấy thì môi trường ở đảo sinh tồn thì hiện tại là cây sánh rất là cũng tương đối nhiều và cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ là cũng rất nhiều trong việc bảo đảm cái đời sống. Trồng cây đã khó, rau xanh ở nơi đảo xa vốn được coi là của hiếm vì không thể vận chuyển liên tục từ bờ ra được. Chẳng thế mà lính đảo có câu, nước là máu, rau là thuốc. Dẫu khó khăn thế, nhưng có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Sự vất vả, kỳ công từ bao đất mang từ bờ, đến nâng niu, chăm chút từng chồi non của người lính đảo, đã được đền đáp xứng đáng. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, vườn rau với đủ thể loại, kể cả các loại rau gia vị, vẫn vươn lên xanh mát. Chăm sóc cho những vườn rau này vừa là nhiệm vụ,
đồng thời cũng là niềm vui của những người lính ở Trường Sa. Về tác gia sản xuất của huyện đảo thì hiện nay là thời tiết khắc nghiệt, do đó là chúng tôi là tổ chức triển khai cho quân và dân các lực lượng trên đảo là tổ chức là che chắn, rồi là nghiên cứu những cái hạt giống và cái phương pháp trồng làm sao để có hiệu quả, như là rau muống, rau cải và các loại một số tăng gia khác. Và việc chăn nuôi thì làm sao nghiên cứu như thế nào để là mang ra những con giống mà khỏe nhất, bảo đảm nhất để cho là ngoài đảo Trường Sa là tổ chức là chăn nuôi là có hiệu quả và phát triển. Ở Trường Sa đã là vất vả, song nếu ở các đảo chìm, cuộc sống của các chiến sĩ còn gian nan, vất vả hơn gấp nhiều lần. Họ sống, chiến đấu, sinh hoạt trên một diện tích rất nhỏ hẹp. Điều kiện sống ở đây còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đảo chìm nằm giữa bốn bể sóng nước, là một hoặc nhiều điểm đảo được xây dựng trên nền san hô. Lúc thủy triều lên, bãi san hô ngập nước, lúc thủy triều xuống, bãi san hô trơ ra. Quanh năm hứng chịu sóng gió dồn dập vỗ vào đảo. Buổi sáng, khi mặt trời ló dạng, thủy triều rút xuống, điểm đảo nhô lên khỏi mặt biển, trên nền một vùng san hô rộng lớn. Cách duy nhất để vào đảo chìm là dùng xuồng để trung chuyển từ các tàu lớn đậu bên ngoài. Dù vậy, các chuyến xuồng không phải lúc nào cũng thuận lợi, khi gặp sự cản trở rất lớn từ các con sóng ở luồng cửa đảo. Bất cứ sự chủ quan nào cũng đều có thể dẫn tới các tai nạn. Các đảo chìm đều có kiến trúc gần giống nhau, từ cầu cảng, nơi cập xuồng và cano, dẫn vào là bia chủ quyền. Phía trên nóc của tòa nhà kiên cố là cờ đỏ sao vàng tung bay. Nếu trên những đảo nổi, sức sống đảo xa ẩn trong màu xanh cây lá, thì ở đảo chìm, nơi chỉ có một màu bê tông cốt thép, sức sống hiện lên ngay ở những gương mặt kiên cường, rắn giỏi của người lính đảo. Nhỏ nhoi, lẻ loi giữa mênh mông sóng nước đại dương, nhưng nhờ có những người lính đảo, những vùng chủ quyền thiêng liêng, mang tên chung đảo chìm, luôn vững chãi, hiên ngang và bừng lên sức sống. Để có được những đảo chìm như ngày hôm nay, đó là những năm tháng vất vả của thế hệ đi trước. Đó là một cuộc chiến đấu với sóng biển và khí hậu khắc nghiệt vô cùng gian khổ. Ngày ấy, tàu chưa có cẩu như bây giờ. Đá, sắt thép được chuyển bằng tay xuống xuồng, rồi được bộ đội đẩy vào đảo. Vật liệu nhiều, nhân lực ít, phải chia ra nhiều bộ phận, nhiều dây chuyền, để rồi xây dựng nên những điểm đảo như ngày nay, khẳng định và giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, hiện nay thông tin liên lạc giữa quần đảo Trường Sa với đất liền đã rất thuận tiện. Những năm gần đây, mỗi khi ra công tác đảo và thăm quần đảo Trường Sa, nhất là đảo chìm, nhiều người thường tặng cán bộ chiến sĩ những chiếc SIM điện thoại di động. Món quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa. Đảo xa đã gần hơn với đất liền. Mạng di động của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã phủ sóng toàn bộ các điểm đảo mà Việt Nam kiểm soát. Thông tin liên lạc từ đảo vào đất liền thì luôn bảo đảm thông suốt, có cái hệ thống mạng của Viettel bảo đảm. Bộ đội ta kiêm nhiệm về cái nội dung Viettel. Ví dụ như có sự cố thì sẽ liên lạc với lại trung tâm ở đất liền để trung tâm đất liền hướng dẫn để khắc phục. Còn nếu mà nó hỏng nặng thì phải đề nghị trên là có chuyến tàu gần nhất thì sẽ bố trí cái lực lượng của Viettel ra để khắc phục cho đảo. Để cập nhật tình hình thời sự trong nước và quốc tế, cũng như đáp ứng nhu cầu văn hóa, giải trí cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, ở tất cả các điểm đảo và nhà giàn đều đã được trang bị hệ thống vô tuyến truyền hình với đầu thu tín hiệu vệ tinh. Chất lượng tín hiệu truyền hình ở Trường Sa
cũng giống như trong đất liền ở đội phân giải cao HD. Cái hệ thống VSAT cũng đã phủ sóng thì có thể đảm bảo anh em xem truyền hình Ca Cộng đấy, và xem các cái chương trình của đài truyền hình Việt Nam rồi các cái chương trình giải trí ở trong những cái giờ nghỉ, ngày nghỉ. Không chỉ thông tin liên lạc và truyền hình, đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội còn được nâng cao thêm một bước nhờ hệ thống nhà văn hóa đa năng được xây dựng ở các điểm đảo, kể cả đảo chìm. Đây là nơi để bộ đội Trường Sa sinh hoạt văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao sau những giờ thực hiện nhiệm vụ vất vả. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, rồi của các tổ chức xã hội, rồi của các cá nhân trong và ngoài nước, hiện nay đã có sự đầu tư, quan tâm và hỗ trợ kể cả về doanh trại, rồi kể cả về đời sống như là mạng di động, rồi là điện thắp sáng, năng lượng và các trang thiết yếu nghe nhìn khác, nó phục vụ rất là tốt cho quân dân Trường Sa để gắn liền giữa đất liền với Trường Sa. Khác với đảo chìm, cuộc sống và sinh hoạt trên những đảo nổi có phần sinh động hơn. Dạo bước dọc theo các con đường dưới tán lá bảng vuông phong ba quanh đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh quan nơi đây. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo. Trên quần đảo Trường Sa đã và đang hình thành những thị tứ, thị trấn mang dáng dấp hiện đại. Không chỉ là những công trình công cộng, các hộ dân sinh sống trên các điểm đảo đã có được những căn nhà khang trang với tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Với sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với sự quan tâm của nhân dân cả nước, cơ sở vật chất trên các đảo đã được cải thiện rất nhiều. Màn đêm buông xuống, Trường Sa rực sáng giữa biển đêm. Đi cùng xu thế phát triển, chất lượng cuộc sống của quân và dân trên đảo cũng không ngừng được nâng cao. Hàng hóa thiết yếu từ bờ cũng được thường xuyên vận chuyển ra đảo nhiều hơn trước. Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa được khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2017. Quy mô tương đương với bệnh viện cấp huyện, nhưng Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa được trang bị các thiết bị y tế rất hiện đại, không thua kém các bệnh viện lớn trong đất liền như máy siêu âm, X-quang kỹ thuật số, phòng mổ. Đội ngũ y bác sĩ ở đây là quân số của Bệnh viện Trung ương Quân đội 175, luân phiên ra thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, năng lực khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa là rất cao. Từ khi Trung tâm Y tế ra đời, vậy mới cái khả năng trang thiết bị và cùng với lại cái hệ thống telemedicine kết nối giữa đất liền và bệnh viện 175. Dưới sự điều hành của 175 thì chúng ta đã thay đổi một cái chất lượng căn bản cái công tác chẩn đoán và điều trị. Chính vì vậy chúng ta đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân nặng. Với trung tâm y tế hiện đại này, quân và dân trên huyện đảo Trường Sa sẽ được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Hàng vạn ngư dân đánh bắt ở ngư trường Trường Sa sẽ yên tâm khi trên vùng biển này đã có một điểm tựa y tế hiện đại. Là ngư trường truyền thống, thu hút ngư dân từ khắp cả nước về đây đánh bắt. Nên hiện nay, hệ thống kỹ thuật hậu cần nghề cá ở huyện đảo Trường Sa đã được đầu tư khá đồng bộ. Các âu tàu ở nơi đây đủ sức đáp ứng việc tránh trú bão, tiếp nước ngọt, nhiên liệu cho đội tàu cá xa bờ. Huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Dù vẫn còn đó những khó khăn, thiếu thốn, nhưng vượt lên tất cả, quân và dân nơi đây vẫn chắc tay súng, vững tinh thần, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.